Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 907. Tại sao lại thế này chứ? Chẳng phải Tuấn Ngục Võ Thành đã bị mất đầu rồi sao? Mất đầu mà vẫn sống được sao? Là giả, chắc chắn là giả rồi. Rốt cuộc ông ta đã làm thế nào chứ? Lẽ nào người này là thần linh sao? Người có tòa nhà trao thưởng run rẩy lùi lại. Tất cả đều bị cảnh tượng này dọa cho sợ ngây người. Người kinh hãi nhất chính là Bôn Lôi Võ Thần. Ông ta ngẩng đầu lên, ngây người nhìn Trấn Ngục Võ Thần một lúc lâu sau không thốt lên lời. Cuối cùng Bôn Lôi Võ Thần cũng há miệng định lên tiếng, nhưng ngay sau đó bốp, chân của Trấn Ngục Võ Thần đã đạp xuyên qua lưng ông ta. Sức mạnh khủng khiếp trên chân khiến lực phủ ngũ tạng của ông ta đều rách bét. Bôn Lôi Võ Thần phun ra máu tươi và thịt vụn đang định động đậy. Bàn tay của Trấn Ngục Võ Thần đã chộp lấy đầu ông ta, sau đó rút ra một cái. Cả đầu lẫn xương sống của Bôn Lôi Võ Thần bị rút ra khỏi người. Bôn Lôi Võ Thần mất mạng. Những người còn lại kinh hãi tới tột độ, bị dọa cho phát điên. Mau chạy thôi, tất cả quay lại. Lý Quang Nhân cầm chiến kiếm xông tới cửa tầng trệt, hét lên với những người ở ngoài cửa tòa nhà treo thưởng. Lúc này bọn họ mới có phản ứng, đồng loạt xoay người chạy vào tòa nhà. Nhưng mới chạy được mấy bước, cơ thể những người này như quả trứng gà bị nghiền nát, máu tươi, thịt vụn, nội tạng vương vãi đầy đất. Không một ai may mắn sống sót. Lý Quần Nhân trợn to mắt nhìn mười mấy người hóa thành máu thịt vụn ngay trước mắt mình. Đây mới là sức mạnh thực sự của Trấn Ngục Võ Thần sao? Hai võ thần vẫn đang chém giết ở phía xa hình như cũng chú ý tới, đồng tĩnh bên này lập tức dừng tay bay tới. Khi nhìn thấy Trấn Ngục Võ Thần sắc cái đầu mang theo cả xương sống của Bôn Lôi Võ Thần, sắc mặt của họ để tỏ vẻ kinh hãi trước nay chưa từng có. Sao thể như thế được chứ? Sao ông vẫn chưa chết? Chẳng phải tôi đã chặt đầu ông rồi sao? Tại sao lại như thế này? Huyết Đồ Võ Thần ngây người lẩm bẩm. Ồ, chặt đầu sao? Tôi đã tu luyện thân xác đến mức đầu lìa khỏi thân vẫn không chết được. Chính là các ông không biết mà thôi. Trấn Ngục Võ Thần nhún vai, mỉm cười nói. Cái gì? Huyết Đồ Võ Thần trợn tròn hai mắt. Đầu lìa khỏi thân mà vẫn không chết. Sao trên đời này lại có sức mạnh như vậy chứ? Tiểu Thiên Võ Thần cũng vô cùng chấn động. Có thể nói là chưa bao giờ nghe tới thủ đoạn này. Kiến thức của các ông quá hạn hẹp, cũng quá đáng thương. Thực ra tôi không phải là sự tồn tại cùng đẳng cấp với các ông. Chỉ tiếc là các ông không thể trải nghiệm được. Trấn Võ Thần mỉm cười nói, dáng vẻ đùa giỡn với đời. So với sự nóng nảy trước đó như hai người hoàn toàn khác nhau. Huyết Đồ Võ Thần cảm thấy không đúng lắm. Còn Tiếu Thiên Võ Thần dường như đã nhận ra gì đó. Xem ra đây là một ván cờ. Chúng tôi đây là con mồi, còn ông mới là thợ săn thực sự, luôn ẩn nấp ở chỗ kín. Tiếu Thiên Võ Thần khả nhầm nói. Con mồi sao? Thợ săn? Tiếu Thiên, ý ông là sao? Huyết Đồ Võ Thần ngoảnh phát lại kinh ngạc hỏi. Ông vẫn chưa nhìn rõ sao? Thật ra ngay từ đầu, mục tiêu của Trấn Ngục Võ Thần không chỉ là thi thể của Thương Lan và Thái Thiên, mà còn bao gồm cả Bôn Lôi, tôi và ông. Tiếu Thiên Võ Thần nhớ giọng nói. Cái gì? Huyết Đồ Võ Thần biến sắc. Tiếu Thiên, ông là người thông minh nhất trong số bọn họ. Trấn Ngục Võ Thần gật đầu hiếp mắt cười nói. Tôi đánh giá ông rất cao. Nếu ông muốn đi theo tôi giúp tôi thành thần, thì có lẽ tôi sẽ tha mạng cho ông. Tiếu Thiên Võ Thần nghe thấy thế liền không chút do dự, quỳ ngay một gối xuống hành lễ với Trấn Ngục Võ Thần. Tiếu Thiên đồng ý đi theo đại nhân. Tiếu Thiên! Huyết Đồ Võ Thần ngẩn người cung kính nói. Ông làm cái gì vậy? Hai chúng ta liên thủ chắc chắn sẽ đánh bại được ông ta. Không có phần thắng đâu. Tiếu Thiên Võ Thần cúi đầu trầm giọng nói. Trước đó chúng ta chém giết đã bất chấp tất cả, không còn giữ lại chút gì. Bây giờ chúng ta không những mất nửa sức lực mà còn bị thương. Làm sao đối phó được với Trấn Ngục Võ Thần chứ? Hai đánh một vẫn không thắng được sao? Trấn Ngục cũng không lợi hại như vậy chứ? Huyết Đồ Võ Thần vừa nói. Cùng làm võ thần với một kẻ có mắt như mù của ông, như ông đúng là nỗi sỉ nhục của tôi. Tiếu Thiên Võ Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Ông vẫn không nhìn ra sao? Trấn Ngục Võ Thần đại nhân vẫn luôn che giấu thực lực. E là hai chúng ta lúc mạnh nhất cũng chưa chắc có thể đối phó được với ông ta. Ông cái đồ tham sống sợ chết. Làm võ thần với loại người như ông mới là nỗi sỉ nhục của tôi. Ông sợ nhưng tôi không sợ. Huyết Đồ Võ Thần nhìn chằm chằm Trấn Ngục Võ Thần với ánh mắt dữ tợn, khẽ gầm lên. Để tôi giết chết ông ta cho ông xem. Nhất thời có thể ông ta lại phóng ra rất nhiều huyết khí. Toàn thân như biến thành cơn ác mộng màu đỏ lao về phía Trấn Ngục Võ Thần. Sức mạnh cuồng bạo làm chấn động cả trong tâm thành. Khí thế kinh thiên động địa, nhưng ngay sau đó
lan tỏa thiên địa. Tính võ thần giơ tay lên cách không chụp một cái, ầm 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 ầm, mặt đất lập tức xuất hiện bốn cái lỗ. Sau đó bốn sợi xích sắt được tạo thành từ nham thạch giống như dao đâm bay lên, quấn chặt lấy huyết đồ võ thần. Huyết đồ võ thần trở tay không kịp, bị bốn sợi xích trói giữa không trung. Ông ta điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích. Sau đó trứng của võ thần lấy ra một cái tới trước mặt ông ta, giơ tay lên chụp tới. Thủ cấp của huyết đồ võ thần bỗng bị trứng võ thần giật xuống. Những người đang nấp ở chỗ tối thấy thế đều bị dọa cho hồn bay phách lạc. Đây chính là trứng võ thần sao? Sự tồn tại lâu đời nhất cũng kiến tiếng nhất trong thất đại võ thần sao? Ngày đó ông ta bế quan quanh năm, không ai biết đã đến cảnh giới nào. Trước kia mấy lần ông ta lộ mặt, năng lực thể hiện dường như không khác gì những võ thần còn lại. Nhưng bây giờ ông ta lại giết võ thần như giết gà giết chó. Đây còn là việc mà người bình thường có thể làm được sao? Mọi người run như cầy sấy. Trên đỉnh tòa nhà treo thưởng, Mộ Dung Tùng chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt cũng trắng bệch. Trấn Ngục, ông giấu kỹ lắm, ông giấu kỹ lắm. Mộ Dung Tùng thầm nghiến răng nói ra: Chủ tịch, mọi chuyện thay đổi, phải làm sao đây? Đằng Mão ấn cạnh vội hỏi, nhưng Mộ Dung Tùng đang rơi vào trầm tư. Hiển nhiên ông ta cũng biết nên ứng phó với biến số bất ngờ này như thế nào. Hai võ thần bôn lôi huyết đồ lần lượt mất mạng. Tiểu Thiên cũng thành phục để tự bảo vệ mình. Đáng thương, thật đáng thương, những kẻ không nhìn nhận rõ bản thân là đáng thương nhất. Tính của võ thần lắc lư cái đầu của huyết đồ, sau đó ném nó và đầu của bôn lôi cho Tiểu Thiên võ thần. Ông chỉ đó cẩn thận cho tôi phải dọn dẹp chiến trường. Tính của võ thần miễn bình nói: Dọn dẹp chiến trường sao? Tiểu Thiên sửng sốt, lập tức nhìn về phía tòa nhà treo thưởng. Đại nhân, ông định động đến bọn họ hay sao? Nếu vậy thì cần gì ông phải đích thân ra tay chứ, để thuộc hạ tiêu diệt lũ kiến hôi này cho. Nhưng cái đó thì không quan trọng, mạng của chúng ai giết cũng được, nhưng có một người tôi phải đích thân ra tay. Trấn Ngục Phó Thành hiếp mắt lại, nhìn về phía tầng 1 của tòa nhà treo thưởng. Cậu từ lên đây chịu chết, hay để tôi đích thân vào đó lấy đầu đây? Nghe Trấn Ngục Phó Thành nói như vậy, mọi người trong tòa nhà treo thưởng đều nín thở. Người thế gia huyết đao thì ù ù cạc cạc. Bà nội, Trấn Ngục Phó Thành đang nói với ai vậy? Mì Bọc run rẩy hỏi. Không biết nữa, nhưng điều đó không quan trọng, chúng ta phải bảo vệ Lâm đại nhân chu đáo. Bà tổ huyết đao trầm giọng nói. Mì Mộng gật đầu. Ồ, không lên tiếng sao? Trấn Ngục Võ Thần cười khẩy, cất bước đi tới đại sảnh của tòa nhà treo thưởng. Ngửi tòa nhà treo thưởng ở bên trong nhìn ra thông qua cửa kính, ai đấy tim đập bình bịch, hơi thở như nghẹn lại. Trấn Ngục Võ Thần định đánh vào tòa nhà treo thưởng sao? Ai đấy đều rất sợ hãi, không biết nên làm thế nào, còn tưởng Trấn Ngục Võ Thần định gây phiền phức cho bọn họ. Bà tổ huyết đao nghiêm trọng chờ sẵn, nhìn chằm chằm Trấn Võ Thần với ánh mắt đầy cảnh giác. Trấn Võ Thần đứng ở cửa nhìn Lâm Minh vẫn đang ngồi hút thuốc bên trong. Còn muốn tôi đích thân ra tay sao? Thật là đáng thương. Trấn Võ Thần mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Bà tổ huyết đao chấn động, kinh ngạc nhìn Lâm Minh rồi lại nhìn qua Trấn Võ Thần. Ông đến đây là vì Lâm đại nhân sao? Thằng nhãi này trước đó từng nhiều lần khiêu khích tôi. Tôi đã nói rồi, tôi phải đích thân giết chết cậu ta. Trấn Ngục Võ Thần mỉm cười đáp. Mọi người kinh hãi, người thế gian huyết đao đều cảm thấy da đầu tê dại. Nếu đối đầu với Trấn Ngục Võ Thần thì bọn họ không còn ai sống sót được. Nhất thời, ai đấy run lên cầm cập, vô thức lùi lại. Các cậu sợ gì chứ? Nếu không có Lâm đại nhân thì chúng ta còn sống được đến bây giờ sao? Cùng lắm thì bây giờ trả lại mạng cho cậu ấy. Bà tổ huyết đao hừ một tiếng, sau đó cầm một thanh loan đao bước tới. Trấn Ngục đại nhân, ông đừng hòng động đến Lâm đại nhân. Bà tổ huyết đao trầm giọng nói. Bà muốn cản tôi sao? Trấn Võ Thành hiếp mắt nói. Bà đã nhìn rõ bản thân mình chưa? Nhìn rõ rồi, tôi biết thực lực của mình chỉ không chống nổi một chiêu của ông, nhưng cho dù là vậy thì tôi vẫn không lùi bước. Bởi vì người ông muốn giết là ân nhân thế gia huyết đao chúng tôi, chủ trương của tôi là có ơn báo ơn. Bà tổ huyết đao cười nói, đôi mắt đục ngầu đầy kiên quyết và ý chí chiến đấu. Bà cũng sống được hơn 100 tuổi rồi mà vẫn chưa thông suốt, đáng tiếc thật. Trấn Võ Thành lắc đầu, nhưng trong mắt bản tôn, lũ người như các bà chẳng khác nào con kiến dưới đất. Tôi đành phải giết thêm mấy con kiến vậy. Giết đời Trấn Võ Thành cũng không muốn lãng phí thời gian, đang định ra tay. Nhưng sau đó, Lâm Minh bảo lên tiếng, khoan đã. Trấn Võ Thành lập tức dừng lại, hiếp mắt nhìn anh. Chuyện này thì liên quan gì đến thế gian huyết đao chứ? Người ông muốn giết là tôi cơ mà. Lâm Minh chậm đứng lên, dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh nói. Ồ, nhìn dáng vẻ của cậu là địch, giao đấu với tôi sao? Trấn Võ Thành hiếp mắt hỏi.
Đương nhiên, Lâm Ngân gật đầu, cần gì phí sức như vậy chứ? Giờ như tính của Võ Thành không chút hứng thú. Phí sức sao? Sao thế? Ông nghĩ mình mạnh lắm sao? Lâm Minh cười mỉa, dáng vẻ không chút quan tâm. Anh vừa dứt lời, xung quanh lập tức im bặt. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, ngây ra nhìn Lâm Minh. Lâm đại nhân, ngay cả bà tổ huyết đao cũng không nhịn được mà kêu lên. Tính một võ thần này là sự tồn tại đã giết huyết đồ và bôn lôi, đồng thời khiến Tiểu Thiên không dám ngẩng đầu. Sao anh dám nói ra những lời như vậy chứ? Lẽ nào Lâm đại nhân điên rồi sao? Tai mọi người ong ong lên, gần như không còn suy nghĩ gì được nữa. Tính một võ thần cũng sửng sốt, một lát sau thì cười lớn. Tốt, ha ha, tốt lắm. Tranh con, cậu rất có bản lĩnh. Ra đây đánh đi. Là mình dẫn đắt đĩa thuốc, đi thẳng ra ngoài đại sảnh. Nét mặt quanh vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Mọi người nhìn bóng lưng quanh, bỗng cảm thấy thật là vĩ đại. Tiểu Thiên Hóa Thần ở bên ngoài chậm rãi đứng thẳng người lên, tay sát hai cái đầu, điềm nhiên nhìn Lâm Minh đang đi ra. Anh lặng lẽ đứng trên con đường đổ nát ở bên ngoài, cách đó không xa vẫn còn một đống máu thịt. Máu hóa thành dòng suối nhỏ chảy qua trên anh. Tôi sẽ cho cậu kiểu chết đặc biệt nhất. Tính Hóa Thần mỉm cười nói, đại nhân, tên này ngông cuồng như vậy, cần gì ông phải đích thân ra tay, để tôi bắt cậu ta đến cho ông xử lý. Tiểu Thiên Hóa Thần lại lùng cười mũi, đặt luôn hai cái đầu xuống đất, sau đó thân hình chật động lao về phía Lâm Minh như một cơn lốc, một tay bóp lấy cổ anh. Là bàn tay ông ta chứa đầy sức mạnh phi thăng bá đạo nhất, tinh thuần nhất. Trước luồng sức mạnh này, dường như bất cứ luồng sức mạnh nào trên thế gian cũng bị chấn động vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, bốp, Lâm Minh bỗng vung một quyền tới, đánh trúng lòng bàn tay của Tiểu Thiên Hóa Thần. Một luồng sức mạnh huyền diệu quý dị lập tức xuyên qua lòng bàn tay ông ta, là đến cánh tay, chấn động toàn thân ông ta. Toàn thân Tiểu Thiên Hóa Thần run bắn lên, hai mắt bỗng mở to. Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể ông ta đã lùi lại mấy bước. Cái gì? Tất cả mọi người đều trố mắt ra. Lâm Minh có thể một quyền đánh lui Tiểu Thiên Hóa Thần sao? Thật hay giả vậy chứ? Đó là võ thần mà. Bản thân Tiểu Thiên Võ Thần cũng nhìn Lâm Minh với ánh mắt kinh ngạc. Lâm Minh chậm rãi hạ cánh tay xuống, bình thản nói, Tiểu Thiên, ông không đấu lại tôi đâu, cậu đừng hỗn xược, chỉ là trạng thái của bản tôn không tốt thôi. Nếu trạng thái của tôi hồi phục thì giết cậu khác gì giết con gà. Tiểu Thiên Võ Thần phẫn nộ quá, bị một sự tồn tại không phải võ thần đánh lui chỉ bằng một quyền, sự nhục nhã này không từ ngữ nào có thể hình dung được. Ông kém cỏi thế sao? Tính Võ Thần cũng nhíu mày, rất bất mãn với sự thể hiện của Tiểu Thiên Võ Thần. Nhưng Tiểu Thiên Võ Thần nói cũng có lý, trạng thái của ta hiện giờ có thể không tốt. Lúc giao đấu với huyết đồ Võ Thần, hai người đã dốc hết sức lực. Dù sao, với tình hình lúc đó, hai người đều cho rằng chỉ cần giết chết đối phương là cái độc chiếm thân xác và truyền thừa của tất cả Võ Thần. Nếu Thất Đại Võ Thần chỉ còn là một người thì chẳng phải sẽ độc hưởng long mạch dưới lòng đất, sừng bá thiên hạ sao? Nhưng sự xuất hiện của Trấn Võ Thần đã phá tan giấc mơ của bọn họ. Tuy hai người thu chi kịp thời nhưng bản thân vẫn bị tiêu hao rất nhiều. Trạng thái của ông hiện giờ có thể không tốt, nhưng điều này không có nghĩa là ông ở trạng thái tốt là thể thắng được tôi. Tiểu Thiên, ông có quá nhiều nhược điểm, quá nhiều sơ hở. Lâm Minh lắc đầu, cậu... Tiểu Thiên Võ Thần tức điên lên, còn được nói gì đó, nhưng Trấn Võ Thần đã bước tới. Đồ vô dụng, cút sang một bên, tôi đã nói rồi, thằng nhãi này là của tôi. Trấn Võ Thần bình thản nói, đã đứng trước mặt Lâm Minh. Khí trường cuồn cuộn ập về phía Lâm Minh như thủy triều bản thú. Lúc này, xung quanh Lâm Minh đất cát mù mịt, những ngôi nhà đổ nát bị thổi bay, mặt đất trung chuyển, mặt sàn bị nghiền nát thành bụi mịt. Nhưng Lâm Minh vẫn sừng sững bất động như một ngọn núi. Đối mặt với khí trường của Trấn Võ Thần, anh vẫn chống lại được một cách dễ dàng. Trấn Võ Thần nhíu mày, dường như có chút khó tin. Tiểu Thiên ở bên kia cũng trố mắt ra. Đây là đại thế của Trấn Ngục Võ Thần đó. Cho dù là ông ta cũng không chống lại được luồng đại thế này, vậy mà Lâm Minh có thể coi như nó không tồn tại được sao? Sao lại như vậy được chứ? Nếu là cậu ta đã có thực lực Võ Thần sao? Sao mặt Tiểu Thiên Võ Thần trở nên trắng bệch? Đám bà tổ huyết đao đang quan sát trận chiến trước đại sảnh cũng vô cùng kích động. Lâm đại nhân có thực lực mạnh như vậy sao? Thật không thể tin nổi. Bà tổ huyết đao kinh ngạc kêu lên. Bà nội, Lâm đại nhân có thể thắng được Trấn Ngục Võ Thần không? Mị Mộc ở bên cạnh vội hỏi, nhưng bà tổ huyết đao lại há miệng, sau đó lắc đầu. Em là khó lắm. Sắc mặt Mị Mộc cứng đờ, nhắc con, bà biết cháu đang nghĩ gì, nhưng nói thật là tỷ lệ Lâm đại nhân đánh bại Trấn Ngục Võ Thần không lớn. Chắc hẳn Trấn Ngục Võ Thần đã có đột phá mới. Thực lực của ông ta hiện tại
có khả năng là mạnh nhất trong số thất đại võ thần ở La Mạch dưới lòng đất, hoặc là đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Tóm lại, võ thần bình thường cũng phải là đối thủ ông ta, chỉ e ông ta đối phó với 2 đến 3 võ thần trong trạng thái tốt nhất cũng không có áp lực gì. Mà tôi biết đâu, khả giọng nói. Mị Mộng nghe thấy thế, sắc mặt tỏ vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Đối phó được 2 đến 3 võ thần trong trạng thái tốt nhất sao? Trên nền này còn ai là đối thủ của ông ta chứ? Vậy chẳng phải Lâm Đại Nhân chắc chắn sẽ thua sao? Mị Mộng thì thào. Yên tâm đi, chắc hẳn Lâm Đại Nhân đã có tính toán. Bà tôi biết đâu, khả giọng nói. Cho dù cậu ấy không thắng được trấn một võ thần thì bỏ chạy cũng phải là chuyện khó. Bỏ chạy sao? Mị Mộc sửng sốt rồi lâm vào trầm tư. Chủ tịch, nhìn kìa, cầu Long và trấn một võ thần đã đánh nhau rồi. Trước cửa sổ sát đất ở tầng thượng, Đàm Bảo Hộ nói ra. Mộ Dung Tùng đang trầm tư lập tức ghé lại gần cửa sổ sát đất, lông mày hơi nhíu lại. Tên này lúc trước cứ những người này đến đòi sát, cầu Long và trấn một võ thần đã xảy ra mâu thuẫn, chắc là ông ta ôm hận trong lòng nên này đến là để tính sổ. Tôi còn nhớ cậu ta từng đỡ được một kích của trấn ngục võ thần. Bây giờ nghĩ lại, cũng không biết một kích lúc đó của trấn ngục võ thần đã dùng hết sức hay chưa. Mộ Dung Tùng bình tĩnh nói. Chủ tịch, chúng ta không có hành động gì sao? Đàm Mão vội hỏi. Bây giờ trấn ngục võ thần đang bị Lâm Minh thu hút là cơ hội rất tốt để đánh đến. Nhưng Mộ Dung Tùng lại rơi vào trầm tư, không biết đã qua bao lâu mới lắc đầu. Cố thủ, chủ tịch, sao thế? Ông đang nghi ngờ quyết sách của tôi sao? Mộ Dung Tùng nhíu mày, Đàm Mão ngẩn người, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Bên ngoài tòa nhà có chút thú vị đó. Trấn Võ Thành mỉm cười, sau đó giơ tay lên cách không chộp về phía Lâm Minh. Âm, mặt đất lại xuất hiện mấy sợi xích sắt bằng nham thạch là tới trói Lâm Minh. Nhưng dường như Lâm Minh đã phá chắc từ trước, tung người nhảy lên giữa không trung, chạy đâu cho thoát chứ. Trấn Võ Thành lại giơ tay lên quát lớn. Âm, xích sắt lao tới như dao răm đan xen cuốn lấy Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lẽo, bất ngờ rút tịch thế tà kiếm ra, chém mạnh vào sợi xích bên dưới. Càng tà khí đáng sợ như răng nanh ác ma lao vọt ra, đánh mạnh vào từng sợi xích. Những sợi xích lập tức bị đánh ra, mặt đất nứt toát. Cái gì? Tiếng Thiên Phá Thành lại bị chấn động sâu sắc. Độ cứng của sợi xích đó như thế nào? Tiếng Thiên Phá Thành có thể cảm nhận được. Sợi xích này do trấn của Phá Thành kết tụ sức mạnh phi thăng tạo thành. Độ cứng của cái sắt thép còn không bằng 1% của nó. Vậy mà người này là chỉ cần dùng một chiêu kiếm mà đã có thể chém đứt sao? Nếu vậy, uy lực của nhát kiếm vừa nãy chỉ sợ đã vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường, đủ để lấy mạng ông ta rồi. Người này thật sự đã có sức mạnh của võ thần rồi sao? Tiểu Thiên trầm tư. Xương sức nổ tung nhưng vẫn chỉ chịu bỏ cuộc, tiếp tục quấn lấy Lâm Minh. Lâm Minh lại tung ra một kiếm. Đòn kiếm này làm sợi sức nổ tung tại chỗ. Ha ha ha, thú vị. Trấn Ngục Võ Thần không những không tức giận mà còn cười lớn, lại vung tay lên không trung. Âm âm âm, áp lực xung quanh Lâm Minh lập tức tăng vọt. Một luồng sức mạnh vô hình bắt đầu trói buộc lấy cơ thể anh, nhưng Lâm Minh hoàn toàn không hoảng loạn, cưỡng ép chịu đựng luồng khí áp này, vung thanh tùy thế tạp kiếm chém về phía Trấn Ngục Võ Thần. Tùy thế tạp kiếm bộc phát ra lượng lớn tà khí cực kỳ đáng sợ. Độ thuần khiết của mỗi tia tà khí có thể so với Ám Thiên Võ Thần, nhưng Trấn Võ Thần lại chỉ đứng yên tại chỗ mà hít bắt kiềm, hoàn toàn không để ý tới lượng tà khí đang đánh tới. Âm âm âm, toàn bộ tà khí đánh lên người Trấn Võ Thần rồi hoàn toàn nổ tung. Nhưng nhìn Trấn Võ Thần lại không thấy ông ta có chút thương tổn nào. Lượng tà khí này căn bản không hề khiến ông ta bị thương, cho dù chỉ là một chút. À, người thấy dấu vết đau đều sửng sốt. Chẳng lẽ cơ thể ông ta là bất tử sao? Sức mạnh của một đòn đánh vừa nãy có thể xẻ núi, xẻ biển. Tại sao lại không gây ra được chút tổn thương nào cho ông ta vậy chứ? Các võ thần bình thường trúng đòn đó chỉ sợ rằng không phải chết thì cũng bị thương nặng. Vì sao ông ta? Mọi người trố mắt đứng nhìn, hy vọng bản thân mình đang nhìn nhầm. Không đủ, với sức mạnh này của cậu thì còn lâu mới đủ. Trấn Võ Thần lại cười lớn, sau đó tự nhiên huy động sức mạnh. Tiếp theo đến lượt tôi. Một đoạn âm thanh kỳ quái vang lên từ giữa không trung. Sau đó lại thấy Lâm Minh, người vừa nãy còn đang vung kiếm, có thể đột nhiên run rẩy. Tiếp đó, hai tay chân đều bị ép dính chặt lại, giống như đang bị một tên khổng lồ vô hình hung ác giữ chặt lấy. Ngay cả khoảng không xung quanh Lâm Minh dường như cũng bị bóp méo. Sắc mặt Lâm Minh dần dần lộ ra vẻ đau đớn, có thể cố gắng vùng vẫy ra, nhưng dù cố gắng thế nào cũng thể nào thoát ra khỏi luồng sức mạnh vô hình đang bao trùm lấy xung quanh anh. Tôi nói này, tôi và cậu giao đấu cũng chỉ tốn công vô ích. Tôi thừa nhận sức mạnh võ thần của cậu, nhưng chỉ với sức mạnh này của cậu, cho dù được xếp vào trong 7 võ thần
thì cũng chỉ xếp được ở hàng chót. Tấn Võ Thành lắc đầu nhẹ nhàng mỉm cười, bây giờ nên kết thúc được rồi. Nói xong, ông ta lao về phía Lâm Minh, định rút đầu lâu và xương sống quanh ra. Nhưng đúng vào lúc này, Tấn Võ Thành chuẩn bị ra tay. Cơ thể ông ta đột nhiên khựng lại, hai mắt trừng lớn giống như phát hiện điều gì đó. Ông ta lập tức cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra hai vai và hai cánh tay mình bỗng dưng xuất hiện một cây châm khí màu đen mỏng như sợi tóc. Những cây châm khí này được bày bố trên hai vai và hai tay của ông ta một cách có quy luật, vì chúng cực kỳ mỏng, ngắn và bé đến nỗi Tấn Võ Thành cũng không nhận ra được sự tồn tại của chúng. Đây là thứ mà những chất kiếm ban nãy tạo ra sao? Vẻ mặt Tấn Võ Thành lập tức cứng đờ. Đúng thế, Lâm Minh khó khăn thốt lên. Giây tiếp theo, ầm ầm ầm, tất cả châm khí đen nổ tung. Vụ đố này chấn động đến mức cơ thể Tấn Võ Thành không ngừng lay động sang hai bên. Như vậy một hồi lâu, người mới dừng lại được nhưng vẫn chưa thể đứng vững. Tấn Võ Thành phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động, như thể từng người đang nhìn thấy một việc cực kỳ khó tin, tất cả đều chết lặng. Người thấy da huyết đau cảm thấy như bị sét đánh. Tiểu Thiên Võ Thành hóa đá ngay tại chỗ. Lúc này, ngay cả người toàn nhận trái thưởng cũng điên cuồng dụi mắt, cảm thấy bản thân mình hình như đang nằm mơ. Chuyện này làm sao có thể chứ? Một chút Tùng lẩm bẩm. Khi Tấn Võ Thành học máu, là mình cũng thoát ra được sự giam giữ. Anh ngã thẳng xuống đất, tận lực thở dốc, nhưng cánh tay gần như biến dạng của mình. Chỉ sợ nếu cứ tiếp tục bị siết chặt như vậy, là mình sẽ bị ép đến chết, nhưng vẫn đạt được kết quả tốt. Là mình nhấc từ thế thật hiểm lên, nhìn chằm chằm vào Tấn Võ Thành. Anh lợi dụng kiếm khí vừa nãy để thi châm, rốt cục cũng thành công hạ độc được Tấn Võ Thành. Đây là một sự tiến triển mang tính trình tự. Thế từ đó, anh chỉ cần nhân cơ hội Tấn Võ Thành bị trúng độc để cực độc khuếch tán trong cơ thể ông ta là có thể khiến ông ta toi mạng. Trạm Bách Lâm Minh tràn đầy sự hưng phấn, định tiến thêm một bước để ra tay. Nhưng mà lúc này Tấn Võ Thành vừa mới đang cong người, đột nhiên đã đứng thẳng dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng, mỉm cười với Lâm Minh. Lâm Minh lập tức sững sờ, dường như anh nhận ra điều gì đó, vội vàng quan sát cẩn thận Tấn Võ Thành. Giây lát sau, nét mặt anh trở nên cực kỳ khó coi. Độc của tôi vậy mà lại bị ông giải được rồi sao? Lâm Minh kinh ngạc nói. Sao thế? Rất khó giải sao? Tấn Võ Thành khẽ cười nói. Chút độc cỏn con này làm sao thể làm khó được tôi chứ? Lâm Minh rơi vào trầm tư. Độc của anh như thế nào anh hiểu rất rõ. Nếu đối lại là Thương Lan hay là Thái Thiên thì e rằng không tốn một thời gian dài thì không thể nào giải được độc của anh. Vậy mà Tấn Võ Thành lại chỉ cần một hơi thở là thể giải được rồi. Đây tuyệt đối không phải là dựa vào sức mạnh hùng mạnh là thể làm được. Có thể làm được điều này tuyệt đối là do có y thuật cực kỳ cao siêu. Y thuật của Tấn Võ Thành có lẽ là y thuật mạnh nhất mà Lâm Minh đã từng gặp. Còn nhất, cậu càng ngày càng làm cho tôi có nhiều bất ngờ đó. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay tôi thực sự không có thời gian để trì hoãn với cậu. Tôi còn phải đi hấp thụ những truyền thừa của Võ Thành. Vì vậy tôi không thể để cậu tiếp tục sống. Tấn Võ Thành hít bách lại, đột nhiên thân thể ông ta cử động một cái, người bị mất trong tích tắc. Lâm Minh sửng sốt, lập tức nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh. Nếu tốc độ nhanh như vậy thì mắt thường hoàn toàn không thể nào theo kịp được, chỉ có thể dựa vào cảm giác để thăm dò vị trí của đối phương. Nhưng thăm dò hết một vòng là mình cảm thấy bối rối. Xung quanh căn bản không có hình bóng của Tấn Võ Thành. Ông ta chạy đi đâu rồi chứ? Là mình lập tức ngẩng đầu nhìn lên, cũng không có. Chỗ đấy là hô hấp của Lâm Minh ngừng lại, lập tức nhìn xuống mặt đất. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển điên cuồng, sau đó toàn bộ Long Tâm Thành cũng bắt đầu rung chuyển theo. Bề mặt mặt đất nứt toác, từng vết nứt rải rác dưới chân mọi người, đá lớn nứt vỡ, tòa nhà sụp đổ, móng của tòa nhà treo thưởng cũng chịu tổn hại, bắt đầu rung chuyển. Chỉ nghe thế, một giọng nói thản nhiên truyền ra từ trong khe nứt. Là mình, thực lực của cậu khiến tôi rất bất ngờ. Mặc dù cậu còn kém những tên võ thần kia rất nhiều, nhưng tôi tôn trọng cậu, vì vậy tôi quyết định sẽ không nương tay với cậu nữa. Có thể chết dưới một chiêu này cũng xem như là vinh hạnh của cậu. Tiếp theo, hãy tận hưởng đi, xem như thế nào mới là võ thần chân chính. Dứt lời, vô số sợi dây xích đá to lớn như cây đại thụ từ dưới khe nứt ầm ầm chui ra. Khắp Long Tâm Thành giống như có một loài các thần long đáng sợ xuất hiện, tùy lòng hành. Võ Thành Kỹ, Ngục Tỏa, Vạn Hung. Dứt lời, cả thế giới đều rung chuyển. Vô số xích đá đáng sợ khủng bố dâng trào như rồng lao về phía Lâm Minh. Những xích đá này đã nhốt người lại, chúng khổng lồ như lũ lụt thú dữ, hoàn toàn có thể đâm nát người khác. Sao mà Lâm Minh căng thẳng, lập tức né trái tránh phải. Nhưng xích đá lao đến đếm không hết. Toàn bộ mặt đất trung tâm Lâm Tâm Thành đều bị xích đá phá vỡ,
thành trì biến thành những mảnh nhỏ, bụi đất đầy trời, đá vụt bay tán loạn. Giờ phút này tòa nhà chấp thưởng nguy nga trắng đề giống như một con thuyền nhỏ bé trong bão táp đang đập điên cuồng. Toàn bộ cảnh tượng long trời lở đất là mình né tránh không ngừng.